Thưa quý vị, chiếm 51% dân số và trên 48% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Thừa Thiên Huế có mặt trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Dù ở lĩnh vực nào, mọi người luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo, vươn lên khẳng định vai trò của mình trong từng vị trí công việc. Đặc biệt trong xu thế hội nhập và phát triển, chị em tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, sức sáng tạo trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thích ứng với thời kỳ đổi mới. Mời quý vị cùng gặp gỡ những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong một số lĩnh vực qua phóng sự sau. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống là một trong những lĩnh vực hoạt động nổi bật của phụ nữ Thừa Thiên Huế trong nhiều năm qua. Hiện nay tại Thừa Thiên Huế có hơn 750 nữ có trình độ thạc sĩ, 141 tiến sĩ, 46 phó giáo sư. Với lực lượng nữ có trình độ cao, năng lực chuyên môn tốt, đã có nhiều đóng góp lớn vào công cuộc đổi mới phát triển. Điển hình là phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thị Bích Lân, giảng viên cao cấp Viện Công nghệ Sinh học Đại học Huế, với những cống hiến sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đào tạo. Chị đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ, đặc biệt là giải thưởng cao quý Kovalevsky năm 2017. Đây là giải thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước. Bản thân tôi cũng phải nỗ lực và dành hết cả thời gian và tâm sức cho nghiên cứu. Nếu cũng như những người phụ nữ khác thì tôi cũng phải có những cái lo toan, phải hoàn thành những cái thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thời gian làm việc của tôi thì không thể dưới 12 tiếng. Cũng chính trong những cái thời gian làm như vậy thì ngoài cái việc gia đình thì tôi dành thời gian cho đọc tài liệu, cho tìm tòi các cái hướng nghiên cứu mới có được những cái kết quả như ngày hôm nay. Trên lĩnh vực kinh tế, chị em ngày càng tỏ rõ ưu thế của mình trong các ngành sản xuất kinh doanh. Lực lượng nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thử thách, phát huy bản lĩnh sáng tạo, năng động, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển mở mang ngành nghề, khôi phục, gìn giữ, phát triển nghề truyền thống, đặc sản địa phương, phục vụ tốt nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch dịch vụ, các doanh nghiệp nữ đã tham gia tích cực trong việc đa dạng dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Huế. Tôi muốn rằng có một cái địa điểm thật tốt, thật đẹp về văn hóa, áo dài, văn hóa truyền thống của Huế, văn hóa Việt Nam chúng tôi đang xây dựng hàng ngày đến với du khách. Bên cạnh đó thì áo dài show không hẳn là sẽ chỉ có tổ chức ở Huế, và với những chiến lược của áo dài show sẽ mở rộng hơn để giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa Huế đến với du khách khắp nơi khi đến với Việt Nam, thì dự kiến năm 2019 áo dài show sẽ phát triển mở rộng khoảng 2 thành phố nữa. Những năm trở lại đây, trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chị em đã có những đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đến sản xuất nông sản an toàn để phục vụ đời sống xã hội. Đây là mô hình liên kết giới thiệu thực phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huế Việt. Qua mô hình này đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, góp phần quan trọng về nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mở rộng liên kết sản xuất với các địa phương, tổ chức xã hội. Huế Việt còn chủ trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chuỗi sản phẩm được xác nhận truy xuất nguồn gốc, đồng thời phối hợp hướng dẫn cho nông dân, hội viên phụ nữ về kỹ thuật sản xuất theo hướng hữu cơ và tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Huế Việt là đang liên kết mạnh với huyện Phong Điền để trồng lúa và trồng các loại ngũ cốc, cũng như là chúng tôi là đang xúc tiến là làm cái thương hiệu bưởi da xanh cho huyện Phong Điền, cái thanh trà cho xã Hương Vân của Hương Trà. Ngoài ra là chúng tôi đang liên kết với các cái trang trại, các cái hộ nông dân mà trồng với diện tích lớn, có liên kết với bên hội phụ nữ thành phố để phối hợp hướng dẫn kỹ thuật cho các chị em trong hội phụ nữ trong các loài rau củ quả. Qua cả phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, những mô hình hay, sáng tạo. Với nỗ lực của lực lượng nữ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến trình hội nhập của đất nước, nâng cao vai trò vị trí của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới.